thủ Palestine của đội tuyển Việt Nam ở FIFA Days tháng 9 năm 2023 mạnh đến mức nào? Sân Thiên Trường được chọn làm địa điểm thi đấu trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Palestine. Đội bóng từ Tây Á sẽ gặp thầy trò huấn luyện viên Philip Trussi vào ngày 11 tháng 9 tới, nhằm giúp đội tuyển Việt Nam hướng đến những giải đấu quan trọng sắp tới là vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á và ASEAN Cup 2023. Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, đã mời đội tuyển Palestine sang thi đấu giao hữu. Đội tuyển Palestine được xem là phép thử chất lượng của huấn luyện viên Philip Trussi và các tuyển thủ. Đối thủ này hiện xếp vị trí thứ 96 trên bảng xếp hạng thế giới, kém Việt Nam một bậc. Trước đây, đội tuyển Việt Nam từng một lần đối đầu với Palestine vào năm 2014. Ở trận giao hữu trên sân Mỹ Đình, đội chủ nhà đã thất bại 1-3 trước đại diện Tây Á. Cầu thủ ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam là Nguyễn Văn Quyết. Đội tuyển Palestine từng hai lần dự vòng chung kết ASEAN Cup các năm 2015 và 2019. Tuy vậy, hành trình của họ đều dừng lại ngay từ vòng bảng. Tại một giải đấu khác của Liên đoàn bóng đá châu Á là AFC Challenge Cup, Palestine từng giành được chức vô địch vào năm 2014. Tuy nhiên, giải AFC Challenge Cup chỉ quy tụ 8 đội chiếu dưới của bóng đá châu lục như Lào, Myanmar, Pakistan, Afghanistan, nên việc đăng quang ở đấu trường này vào thời điểm cách đây gần 10 năm không đánh giá chính xác sức mạnh hiện tại của Palestine. Trong năm 2023, đội tuyển Palestine đã thi đấu 3 trận giao hữu lần lượt gặp Bahrain, Indonesia và Trung Quốc. Tuy vậy, đội tuyển Tây Á chỉ có một chiến thắng trước Bahrain. Còn lại, họ hòa Indonesia 0-0 và thất bại 0-2 trước đội tuyển Trung Quốc. Lần gần nhất một cấp độ đội tuyển Việt Nam gặp Palestine là vào năm 2022. U20 Việt Nam tròn một năm trước đã hạ gục đội bóng Tây Á bằng thắng lợi 2-0 nhờ vào các pha lập công của thủ quân Khuất Văn Khang và Nguyễn Thanh Nhàn. Đây là hai cầu thủ có những sự thăng tiến rất nhanh trong một năm qua, vì vậy rất có thể họ sẽ được huấn luyện viên Philip Trussi tin tưởng triệu tập lên đội tuyển quốc gia cho trận đấu sắp tới. Phần lớn thành viên của đội tuyển Palestine hiện tại đang thi đấu trong nước. Ngoài ra có hai tuyển thủ khoác áo các câu lạc bộ Đông Nam Á, đó là tiền vệ Mohamed Rashid đang chơi cho Bali United, Indonesia, và tiền đạo Islam Bachan đang chơi tại Nongbuba Pichaya, Thái Lan. Thực tế, lực lượng nòng cốt của đội tuyển Palestine đều đang ở độ tuổi chính của sự nghiệp, dao động từ 28 đến 32 tuổi. Huấn luyện viên trưởng của Palestine là ông Makram Dabouk. Đội tuyển Tây Á cũng là đội bóng đầu tiên và duy nhất trong sự nghiệp đến hiện tại của nhà cầm quân người Tunisia. Dù mới chỉ dẫn dắt Palestine từ năm 2021 nhưng huấn luyện viên Makram Dabouk đã gặt hái được thành công bằng việc giành vé đến với vòng chung kết ASEAN Cup 2023. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Palestine sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 9 trên sân vận động Thiên Trường. Liên đoàn bóng đá Việt Nam kỳ vọng khán giả và người hâm mộ tại Nam Định sẽ mang đến bầu không khí náo nhiệt trong trận cầu này. Trước đó, sân Thiên Trường từng tổ chức thành công trận đấu mà tuyển Việt Nam thắng Syria 1-0 hồi tháng 6 vừa qua. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.